ตัวไหนThank you.
Nào, lại với mẹ mày nào. Yeah.
Ra rồi, ra đó. Ra, ra, ra. Thế rồi. Thế rồi. Ăn thế thôi. Thế nhá. Thế rồi. Vứt. Ra về đi ca ca. Đi đâu đấy hả? Ca đọc sách con ca ca. Hả? Đọc sách không? Bảo con sủa nhá. Biết không hả? Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thông cảm cái khen danh từ ngôn ngữ như không có tài sản lớn lao nào mà không thu nhập. Như một buổi tối tôi ở nhà khách nói được tiếng Tây Ban Nha. Ca, con đã viết chưa này? Tí nó viết cho mày cho mình xem. Hiểu không? Viết tên mày á. Ngủ chưa ca ca? Ngủ như các bạn nhé.